sau này lại sang được về. Rồi, anh bóc tem email luôn đi. Đăng ký là phòng cho hai đứa 3 tuần thôi. Cái ngày 27 là về cái này mua cái nhà. Đập hộp nha các bạn, cái này hơi tốn mình tiền đó. Làm chưa có tiền nhưng mà đầu tư luôn á. Đây đập hộp cái con cái mít này luôn nha các bạn. Sắp xong rồi. Sáu sắt ra rồi. Quan trọng rút ra rồi à? Còn dính lên mà. Đâu? Cái này là keo. Này là 5.750.000 đó các bạn, trong khi chưa kiếm được đồng nào từ YouTube nha các bạn ơi. Đập hộp các bạn ơi, đập hộp mình đi tour luôn. Siêu nó mất các bạn ơi. Bấm vào đây, bấm giữ, cứ bấm giữ thôi. Em hai đứa ở trong đó. Hai đứa một năm 400. Như này hai con nó kết nối với nhau. Ở đây nó hiển thị hai đèn. Trên này nó có hiển thị này, phần trăm pin của hai cục. Đấy. Đây nó cho anh thêm cái lọc gió. Mình khi muốn lọc gió thì mình sẽ gắn nó vô đây. Đi ngoài đường lọc thêm gió. Ở đây nó cho hai mình hai cái dây sạc. Đấy. Để sạc cho hai cục. Đây là cái dây kết nối với camera. Jack hả? Đúng rồi, jack hả? Ở đây trên cục này mình sẽ gắn vô cái điện thoại của mình. Muốn kết nối được với điện thoại thì mình phải có nào? Thêm cái cổng này. Cục mà có đèn. Sao mà mới bị xong nó bị chảy ấy. Đây nhỉ? Nó là dùng cái này này. Muốn xài cho điện thoại mình phải mua thêm iPhone nha. Mình phải mua thêm hai cái sợi dây này nữa. Đây là cổng Lightning. Còn đây là cổng chuyển từ camera sang sang điện thoại. Đấy. Nhiều phụ kiện quá. Nó sẽ như này. Đây là dây rốt. Thì có một hôm qua đi coi một trường mà cái trường này là không. Thì còn một trường nữa là hồi xưa nó chi cái đầu tiên của nó là cái anh không. Gắn vô điện thoại. Hai cái này là cái nào là để cho cái cục màn hình là gắn vô điện thoại. Cục mà không có màn hình sẽ gắn vô người anh. Gắn vô như này. Trên này nó sẽ có cái bên là đề C-Ben, bên là kết nối. Cái này thì mình không có dùng, mình chỉ dùng cái đề C-Ben thôi. Trên này anh có nhìn thấy nó, đây là cái sóng, nó có 3 mức 1 2 3. Đấy, 1, 2, 3. Thường thường mọi người quay ở mức 2 hoặc mức 1, chứ không được quay ở mức 3. Mức 3 nó sẽ bị rè. Em để mặc định ở mức 2 mà luôn. Vâng, đây là mức 2. Đấy, thế là xong. Đấy, bây giờ gắn ô điện thoại của mình.
gắn vô điện thoại như này, gắn vào đây. Đấy. Trên đây anh có mua thêm cái phụ kiện là adap điện thoại, cái này cũng cực kỳ là lợi như này, rất là lợi khi gắn lên cây gậy này. Vì sao nó khác với cái kẹp điện thoại khác mà nó cho mình gắn mic lên đây, gắn đèn lên đây. Nhắn nó lên rồi. Gắn điện thoại lên trên này, mình sẽ kẹp mic lên như này. Muốn nó kẹp mic lên sao bỏ đèn lên à? Nếu mà mình gắn đèn trên cái đèn, nó sẽ có những cái cổng cho mình gắn mic. Mình bỏ đèn lên luôn rồi. Quá trời thực hiện luôn. Đầu tư quá lớn. Đầu tư quá lớn mà trong khi chưa được đồng nào hết các bạn ơi. Chưa được 1.000 luôn á. Làm đây mà làm giữa chừng thì bỏ phí luôn. Đúng rồi. Chuyên tâm đầu tư quá nhiều rồi. Đấy, đây cũng được. Nói chung làm sao cho nó gọn nhất cho mình. Đấy. Đừng để dây dọ nó vướng vào mấy cái len của mình quay á. Đây là một bộ, đây đằng trước. Màu đen. Cái đèn này nó rất là xịn ở chỗ, nó sẽ cho mình chuyển màu vàng và màu trắng. Màu vàng là chuyển sang quay. Xoay cái này. Đấy là vàng, xoay cái này là nó trở thành trắng. Và khi ví dụ nó sáng quá thì mình có thể giảm độ sáng ở đây. Đấy, giảm độ sáng xuống. Đấy. Rồi. Rồi giờ mình muốn test thử mic. Mà quay một cục. Đây, anh sẽ nói. Hello mọi người. Hello. Hello mọi người. Đấy, nói về được chưa? Đầu tư bộ này bao nhiêu tiền? Hello mọi người đã đến với kênh Bình Định Dấu Yêu nha cả nhà ơi. Hôm nay mình chơi lớn luôn, đầu tư một bộ này là 5.750.000 đó các bạn, trong khi chưa kiếm được đồng nào từ YouTube nha các bạn ơi. Xem like, share và ấn nút đăng ký giúp mình nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.